cái nguyên nhân lớn nhất và chủ yếu đó là ngoại tình. Anh ấy ngoại tình. Đúng rồi. Anh không có cái trách nhiệm với gia đình về cái trong cái vấn đề tài chính. Dạ. Yeah. Rất là ỷ lại vào bố mẹ. Rồi nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Rồi nó lại liên quan tới tệ nạn xã hội nữa. Lúc đó anh có dành nuôi con gì không? Không. Thế bây giờ anh đã có cái tình duyên mới chưa? Có vợ và có hai con rồi. Như vậy là chia tay cũng cần 10 năm? 13 năm. Thế sao 13 năm qua chị vẫn chưa có bước thêm bước nữa? Tại vì mình thương con. Sao chị không tâm sự với con trai? Không, con trai thì rất ủng hộ. Bởi vì bây giờ nó lớn rồi, nó có một cái suy nghĩ riêng rồi. Dạ. Yeah. Nó cũng khuyến khích mẹ tham gia chương trình. Con trai lớn trưởng thành rồi chắc chắn là sẽ thương mẹ ha, sẽ lo cho mẹ. Quan trọng là mẹ tìm được người như thế nào. Cát Tường xin chào mọi người, chúng ta đã đến với nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. Và các cặp đôi thì đã ngồi vào vị trí của mình rồi nhưng mà còn thiếu bạn nữ. Bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của ngày hôm nay vào nha. Bước tới vài bước nữa thôi. Rồi, vào ghế ạ. Rồi, mời hai anh chị hãy tháo mặt nạ mình ra nha. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn bắt đầu chia sẻ với nhau. Trước tiên là giới thiệu về bản thân của mình trước. Mời anh ạ. Em tên là Hoàng Linh. Hôm nay 46 tuổi. Quê em thì ở gốc là ngoài Thái Bình. Thế là anh đang làm công việc gì? Đang làm công việc kinh doanh tự do. Xe cộ thì nói chung cái gì cũng chạy hợp đồng hoặc là chạy cái gì mà chở khách còn này nọ. Nhà mình được mấy xe? 5 xe. 5 xe? Là một xe riêng của em là chạy ở trên chợ đầu mối là 7 chỗ. 7 chỗ là anh chạy luôn? À, vừa cho thuê xe rồi vừa chạy luôn. Thế còn chị, xin mời chị giới thiệu. Em tên là Tăng Nguyễn Huyền Trinh, 46 tuổi. Dạ. Em đang làm nhân viên văn phòng ở sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Vậy là cả hai đều đã lập nghiệp ở trong này mấy chục năm rồi ha. Chị nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị? Điểm mạnh của mình á là mình thích nấu ăn nè. Dạ. Yêu cái cuộc sống gia đình, rất quan tâm đến người khác. Cái khuyết điểm thì cũng hơi nhút nhát. Rồi cái thứ hai nữa là mình khi mà đi ra một cái đám đông mà thì mình cái mặt này rất là nghiêm nên khó có tạo một cái thiện cảm với những cái người xung quanh. À, mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình cố gắng mình hạn chế lại cái đó ha. Cái điểm mạnh điểm yếu của anh? Những cái điểm mạnh là như là ví dụ như là siêng năng, công việc thì quyết tâm, sửa chữa ba cái đồ trong nhà rồi là làm được hết. Làm được điện nước cái này nọ rồi. Thế còn điểm yếu của mình? Điểm yếu là hơi nóng tính chút xíu. Nhút nhát. Nhút nhát, em thấy hơi nhút nhát đó. Cái tình duyên của anh là như thế nào ạ? Hồi xưa là nghe gia đình nói là tị xỉu dậu gì hạp nhau đó. Băm hạp. Dạ đó, thì rồi hóa ra là bắt đầu nghe nói là tuổi tị. Thì bắt đầu mới quen. Nhưng mà hóa ra là không phải tuổi tị mà tuổi khác. Thì được 2 năm sau thì cô ấy mang con về nhà. Thì sau đợi 1 năm đó, là 3 tuổi thì mới ra tòa. Thì là lúc đó là mình giành quyền nuôi con. Sau đó là tòa án thành phố là cho nuôi. Yeah. Thế mình chia tay được bao lâu rồi chị? Chia tay được cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình có gặp nhau không? Có hay gặp nhau không? Từ đó giờ cô ấy không có lên luôn. Không lên luôn? Không 5 lên năm thăm, không thăm con không luôn? Không thăm con. Có phải do anh hơi phong thủy hay là hơi mê tín dị đoan hay là co tuổi tác rồi cuối cùng mới là không hợp không? Không có. Cái chuyện cũng bình thường thôi, cũng không có gì. Nhưng mà không biết sao vì những cái chuyện rất đơn giản mà cũng chia tay. Bây giờ thì có tìm tuổi nữa không? Có họ tìm người hợp tuổi nữa không? Không. Bằng tuổi là có hợp với nhau không? Thì nếu bằng tuổi mà hợp thì được chứ không có sao. Thế anh nghĩ nguyên nhân tại sao mình chia tay? Nguyên nhân đó bây giờ cũng không biết một cái lý do gì đó mà chia tay. Sao không biết được? Mình đổ vỡ mình phải biết cái lý do, mình phải tìm hiểu để như mà sau này mình còn rút kinh nghiệm cho cái cuộc hôn nhân sau chứ. Cái lý do thì thấy rất đơn giản, ví dụ những chị có nói qua nói về thôi. Đó. Chứ cũng không có gì là nặng. Bây giờ anh nóng tính quá. Không, cũng nói một vài câu rồi, ví dụ nóng xong rồi thôi. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Coi như hiện giờ bé là đang sống với anh. Dạ đúng rồi. Thế cuộc sống mà gọi là nuôi con một mình thì đối với anh gặp những cái khó khăn gì? Thì cũng có khó khăn. Cũng có khó khăn nhưng bây giờ hiện tại vẫn nhờ bà nội. Thế còn chị thì cái tình duyên của chị là như thế nào? Mình có gia đình năm 2001, 2003 mình ly thân, 2006 thì ly hôn. Con mình là con trai hay con gái? Con trai, 17 tuổi, sống với mình. 17 tuổi rồi? Wow,
nguyên nhân tại sao mình gãy đổ? Cái nguyên nhân lớn nhất và chủ yếu đó là ngoại tình. Anh ấy ngoại tình? Đúng rồi. Anh không có cái trách nhiệm với gia đình về cái trong cái vấn đề tài chính. Dạ. Yeah. Rất là ỷ lại vào bố mẹ. Rồi nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Rồi nó lại liên quan tới tệ nạn xã hội nữa. Lúc đó anh có dành nuôi con gì không? Không. Thế bây giờ anh đã có cái tình duyên mới chưa? Có vợ và có hai con rồi. Như vậy là chia tay cũng cần 10 năm? 13 năm. Thế sao 13 năm qua chị vẫn chưa có bước thêm bước nữa? Tại vì mình thương con. Sao chị không tâm sự với con trai? Không, con trai thì rất ủng hộ. Bởi vì bây giờ nó lớn rồi, nó có một cái suy nghĩ riêng rồi. Dạ. Yeah. Con nó lớn rồi thì... Nó cũng khuyến khích mẹ tham gia chương trình. Con trai lớn trưởng thành rồi chắc chắn là sẽ thương mẹ ha, sẽ lo cho mẹ. Quan trọng là mẹ tìm được người như thế nào. Khi mà nghe hoàn cảnh của chị cũng gãy đổ giống như mình thì anh có cảm xúc như thế nào? Con của bên mình thì nó còn nhỏ, 8 tuổi. 8 tuổi nhưng mà con bé gái thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Có khi nào con tâm cha con nói chuyện với nhau về cái chuyện ba sẽ bước thêm bước nữa chưa? Thì cũng có nhiều khi bà nội hỏi thì thế nó cũng đồng ý thôi. Đồng ý. Thì cũng là một cái dấu hiệu mừng. Thật sự khi chúng ta đã bị gãy đổ và có con riêng nữa đó, thì mình nên chuẩn bị tâm lý cho con của mình trước, để khi mà vào một cái hôn nhân mới thì đứa bé nó không bị hụt hẫng. Tại bao giờ nó cũng sẽ có một cái cảm giác là mình bị chia sẻ cái tình cảm. Vậy thì hãy cho bé biết rằng là khi mà mình có thêm một người bạn đời thì bé sẽ được thêm một người yêu thương nữa, chứ không phải là bị mất mát một cái điều gì ha. Chúng ta không ai muốn hôn nhân của chúng ta gãy đổ hết. Thế anh mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Thông cảm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình thôi. Ngoại hình như thế nào? Rất năm năm đổ lên, nhìn cũng dễ thương chút. Chị có hình gì không? Chị cho em xem. Đây, chị kiếm ảnh đi. Còn nhà, còn chị thì nhìn tìm chị đi nha. Chị mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào hả chị? Sống có trách nhiệm với gia đình, không có gia trưởng, bớt nóng tính lại. Dạ. Nãy giờ nghe chia sẻ thì thấy anh này cũng rất là ok. Có điều là có hơi nóng tính thì mình phải là khắc phục cái điều đó ha. Sao anh tìm ra chưa anh? Tại sao anh chọn cô đó? Cô đó ở trên là cô nào? Ủa phải không? Anh nhìn kỹ lại coi. Trời ơi, chắc chọn lầm hai cái cô ở lần sau kìa. Cô có dẫn bạn cô đi kìa. Đâu? Cô nào? Cô đeo mắt kiến. Rồi dưới này là cô nào? Rồi anh gầm nó đi, chắc lát anh bị phạt rồi đó. Rồi chị đoán ra không chị? Dễ quá mà ha. Rồi tại ba anh kia già quá phải không? Có anh đó trẻ nhất phải không chị? Xin mời quý vị hãy xem phần nhìn hình đoán mặt. Hãy nhìn về phía cái cửa trái tim này sẽ được mở ra. Và xem coi sự lựa chọn của mình đúng hay sai nha. Dạ, sao ạ? Anh thấy anh trúng hay trật? Trật. Chị ấy thì đã rất đoán rất là chính xác. Phải phạt chứ. Bây giờ anh hãy đứng lên để cho cô ấy có thể nhìn được cái body của anh. Giúp cho anh vé đi chị. Hát và anh sẽ nhảy để cho chị nhìn cái body của anh. Biểu tay cho chị đi anh. Nắng len qua hàng cây, bước chân vui đùa là lời đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nhảy vậy đó hả? Vậy là nhảy rồi đó hả? Dạ dạ. Trời ơi, bởi tao nói không có vợ chăm sóc. Bèo nhèo dễ sợ luôn vậy hả? Rồi bận quần áo không có ủi luôn hả? Đâu có vợ ủi, đâu biết ủi đồ không? Là tự giặt là lấy ra mặt vậy thôi hả? Máy xong là lấy ra mặt. Trời ơi, thương ghê không? Thiệt rất là thiệt thà, đó là chất phát. Ờ đây đây đây, anh. Trời, gá lăn lên chút, qua trái tim. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Có một cái món quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ thì tôi muốn dành cho hai anh chị một cái không gian riêng để mình có thể trò chuyện với nhau một chút xíu ha. Kính thưa quý vị, đến với nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất là ngon theo phong cách Ấn Độ nè. Ở đây có những đầu bếp từ Ấn Độ sang nha, với những món ăn truyền thống Ấn Độ rất đặc biệt. Ngoài ra về những món Á thì ở đây phục vụ những khách lẻ nè, những khách đoàn đến từ Mã Lai, Singapore, Philippines. Và ngày hôm nay thì để tiếp đón anh chị, chương trình đã tổ chức cho các anh chị ha thưởng thức một món ăn của nhà hàng, đó là hủ tiếu xào Mã Lai quý vị nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa thì Cát Tường sẽ quay lại. Chúc hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn Cát Tường. Rồi em dùng. Dạ, mời anh. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang ở Bình Chánh.
Rồi, bây giờ anh làm việc ở đâu? Ở nhà luôn. Anh làm việc ở nhà, dạ. Có chung với lại với ông anh rồi đó, là làm bên xe. Trước đây thì anh cũng có bán cà phê, hồi trước là anh ở ngay chỗ Bình Triệu. Dạ. Cái giải tỏa rồi anh mới lên trên quận 7. Dạ. Nói chung là thích làm tự do, cũng không thích gò bó ai. Như vậy thì thời gian của anh rất là chủ động đúng không? Ví dụ anh chủ động, nhưng ví dụ như làm nghề xe này đó thì cũng chủ động. Như công việc của anh á, thì nó chủ động về thời gian. Dạ. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi, ví dụ chẳng hạn như mình quen nhau, ví dụ muốn đi đâu thì em báo trước. Dạ. Đó thì là ví dụ để mình biết, ví dụ mình lỡ mình biết thì mình có thể mình điều chỉnh. Thì công việc của em là em làm giờ hành chánh. Đó là nhà của mình luôn. Dạ không, ở đó là nhà của em thuê. Là hai mẹ con. Dạ. Công việc em thì cũng chỉ rảnh buổi tối này nhiều đúng không? Dạ, chủ yếu là rảnh buổi tối với cuối tuần. À đấy, cái công việc thì nó cũng bận, nhiều khi 5-6 giờ mình mới về. Dạ, có những cái giây muộn hơn. Công việc mà. Dạ. Anh điện chủ động hơn chút, nhưng mà nói chung là nó cũng cũng có lúc là mình sớm, nhiều khi kẹt xe. Dạ, rồi. Dạ, hiểu đó, đó. Cái công việc này. Và nãy giờ mà anh chia sẻ đó thì em thấy cái tính cách vậy thì em có thấy có được không? Em thấy thì rất là ok. À. Em cũng vậy, vì em nói là hồi trước em nói là em cũng hơi nóng tính à. Bây giờ mình là đã từng trải rồi, mình đã qua có cô hôn nhân, có con cái rồi. Thế thì anh chị nghĩ rằng để mà tiến tới tìm hiểu, mà tiến tới hôn nhân đó, thì anh chị có đặt nặng về vấn đề sinh lý không? Cuộc sống vợ chồng thì cái chuyện đó là bình thường. Cái đó thì cũng là một trong thành phần là mình cũng tìm hiểu sơ thôi. Sơ là sao anh? Tìm hiểu kỹ. Sinh lý là một là có hay là không? Thế tìm hiểu sơ là tìm hiểu như thế nào? Có. Anh còn sức khỏe ok không? Dạ, được. Ok. Chị mong muốn, chị khao khát nhất điều gì trong một cái mối quan hệ vợ chồng? À, đó là cái tình yêu thương. Tình yêu thương. Nếu cặp đôi này mà đến với nhau, anh chị có định sinh thêm con không? Anh trả lời trước, trong suy nghĩ của anh. Muốn. Chị? Không. 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 Thường thì phụ nữ sẽ không. Anh biết lý do tại sao ta nói không không? Sợ là mình lớn tuổi quá. Dạ. Nếu không thì anh có vấn đề gì không? Không sao. Thôi hãy tập vì trung. Mình cũng đã có con rồi. Đúng. Thế nếu mà hai người kết hợp được thì một trai một gái là đã ok rồi. Rồi đúng. Chẳng rồi. Ví dụ đứa con chung là để gắn liền hai người thôi. Tại thực sự có gắn liền không gắn liền gì, ăn thua hai chị yêu thương nhau hay không mà có con rồi vẫn ly dị thôi. Đúng, đúng không? Rồi. Cho nên bây giờ mình đến với nhau ở cái tuổi 46 rồi, sanh nở chi nữa. Phải chi mà một trong hai mà chưa có con á thì mình phải cố ha. Em thì em nghĩ như vậy. À. Đúng là mình có suy nghĩ giống như các từ. Dạ, em nghĩ như vậy. Đôi lúc em cũng muốn thêm con nữa, nhưng mà chỉ trừ trường hợp là rủi như em lấy một cái bạn trai mà người đó chưa có con thì mình phải cố gắng. Chứ nếu không thì thiệt thòi cho người ta. Mình có mà mình không cho người ta có. Còn nếu mà em đã lấy được một người mà người đó đã có con riêng rồi thì em nghĩ là không cần sinh thêm nữa đâu. À, bây giờ để giúp vui cho hai anh chị ha, Tường cho anh chị vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình hỏi nhau, để cho mình cảm thấy hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, mời chị đọc lớn lên ạ. Hãy nói 3 điểm mà bạn ấn tượng về đối phương. Anh hãy nói 3 điểm nào mà anh ấn tượng về chị từ nãy giờ. À, 3 điểm mà ấn tượng về đối phương là thứ nhất là nhìn là ngoại hình là thấy ok. Ngoại hình. Dạ. Quan điểm mà về tình yêu là cũng giống. Cái thứ ba. Cái thứ ba là thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Quan trọng chính là chắn, vui vẻ. Cái quan điểm là cũng quan trọng ha. Dạ. Còn cái ngoại hình mà anh thấy ok là cũng rất là tốt rồi. Đó là những dấu hiệu rất là khả quan. Phần còn lại là ở anh có chinh phục được cô ấy hay không nha. Dạ. Theo bạn làm thế nào để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Thì hôn thôi. Thì hôn thôi. Thì hôn thôi, nhưng mà hôn là hôn bình thường, nó nhạt nhẽo lắm. Làm sao để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái đó để mà nó mãnh liệt đó, thì hai con tim phải cùng rung động. Dạ. Yeah. Và thật sự để mà hai con tim cùng rung động, nó nói nghe thì rất dễ, nhưng mà thật sự cũng rất khó. À, em sẽ gửi gắm một cái lời gửi gắm của hai người bạn của chị ngồi ngoài kia. Bằng mọi giá hãy bấm nút. À, em chỉ nói nguyên văn thôi. Nhưng mà đối với các Tường thì các Tường nghĩ rằng là thật sự rung động chúng ta mới bấm nút. Em thấy chị là một người rất là nhạy cảm. Có thể là trong cuộc sống chị cũng đã trải qua nhiều cái chuyện nó không vui, cho nên là chị rất là dễ xúc động. Và thật sự nếu như anh cảm nhận được điều đó, em nói thiệt nha, em nói anh đừng buồn ha. Nếu mà nói về tất cả mọi thứ, về cái nhìn bên ngoài, em thấy là em đang lo lắng là chị không chọn anh á, vì anh có vẻ không được trau chuốt, chị rất là trau chuốt về bên ngoài. Em sợ là không có hợp với cái gu của chị. Nhưng
cái mà em cảm nhận được ở anh là một cái sự bản lĩnh, có sự chân thành. Em hy vọng anh phát huy được cái điều đó để có thể cho chị cảm thấy anh là một cái bờ vai, một cái con người mà chị có thể tin tưởng và dựa dẫm vào được. Đó là những cái gì mà Cát Tường cảm nhận được. Thế thì bây giờ anh, em cho anh một cơ hội. Anh có muốn nói điều gì với cổ trước khi chúng ta đưa ra quyết định? Người bạn gái này là chín chắn, rất là về có hình thức rất là tốt. Mình đây thì con trai, công việc đôi lúc cũng không có để ý đến cái hình thức lắm. Việc chờ khi nào đi ăn tiệc, ăn cưới thì áo quần về thành thớm thôi. Còn ví dụ bình thường thì cứ nghĩ là bình thường. Đó thì nói chung là vì độc thân mà. Đó thì tôi ví dụ qua cái chương trình này thì nếu mà ví dụ mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau một cái cơ hội. Để bản thân trong lòng anh hiện tại? Trong lòng hiện tại là mình muốn là quen với lại bạn. Muốn có quyết liệt không? Quyết liệt. Anh có tự tin sẽ lo được cho mẹ con cổ không? Tự tin. Hồi nãy cổ hát cho anh nhảy, bây giờ anh có thể hát tặng cổ một bài không? Dạ được. Rồi, mời anh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một không gian nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Rất là dễ thương, tôi không biết là chị cảm nhận như thế nào. Mình đó thì cái môi trường làm việc, cái yêu cầu công việc thì nó tạo nên cái tính cách, cái bề ngoài mình phải chăm sóc và trau chuốt. Vì mình cũng muốn là cái người bạn của mình cũng vậy. Có thể là trước đây thì nó như thế nào thì mình cũng không quan tâm lắm, nhưng mà bắt đầu có một người bạn thì cũng phải chú ý hơn để cho nó có một chút tương xứng. Mặc dù cái bề ngoài nó không quan trọng lắm, nhưng mà nó cũng... Điều này chị có thể hỗ trợ được cho ảnh nếu như chị cảm nhận được con người của ảnh. Tại vì em nghĩ nếu mà thật sự chúng ta rung động với nhau, cảm thấy là đối phương có thể hòa hợp, bởi vì cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất khó thay đổi lắm chị. Còn hình thức bên ngoài chúng ta có thể thay đổi, về tóc tai hay về quần áo hay về mọi thứ. Mình là phụ nữ, mình có thể, em xin lỗi, em có thể dùng từ là mình sẽ chỉ đạo được cái người đàn ông của mình. Mình có thể sắp xếp được cho anh ấy theo ý của mình. Và với những người mà khá là hiền lành, khá là rụt rè như vậy thì mình sẽ dễ hơn trong cái việc là mình có thể kiểm soát được ảnh. Đó cũng là một cái tốt. Nếu mình tìm thấy một người mà hào nhoáng quá, họ trau chuốt quá, họ chỉnh chu quá, đôi lúc mình cũng phải nên dè chừng. Ha, thôi, Tường chỉ nói nhiêu đó thôi. Còn quan trọng còn lại là cái suy nghĩ và quyết định của anh chị. Bây giờ thì mời anh chị sẽ đặt tay vào cái nút bấm này nhé. Sau 3 tiếng đếm, nếu như các anh chị đồng ý và cảm thấy rằng đối phương có thể là một nửa của mình thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta hãy bỏ tay ra. Xin mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Tường hồi hộp lắm quý vị ạ. Rất hồi hộp. Tường có cảm nhận anh chị này phù hợp với nhau đến 80% á. Nhưng mà vẫn có một cái gì đó lo lo, bởi vì những người gãy đổ rồi người ta sẽ rất là khó mở lòng ra. Nhưng mà rất may là hôm nay anh chị này đã cho nhau cái cơ hội. Anh chị thấy nãy giờ khi mà Tường đưa ra cái những nhận xét về anh chị á, có điều gì làm anh chị buồn không? Em hơi chê anh thì anh có buồn em không? Bây giờ anh một mình phải dạ, không, em phải nói hết để cho, tại vì em luôn đứng về phụ nữ. Đúng em rồi. Nói hết để cho chị ấy có thể nhìn thấy. Mà khi em đã nói ra những cái điều chưa được của anh mà chị vẫn chọn anh, có nghĩa là chị thật sự mong muốn tìm một cái người để mà có thể cho chị một cái điểm tựa. Và em hy vọng rằng là anh sẽ làm được. Đừng có phụ lòng em nhé. Hồi nãy giờ em cũng đưa anh lên hơi cao về bản chất, cho nên em mong muốn anh sẽ làm được cái điều đó. Đừng làm cho người phụ nữ bên cạnh mình phải đau khổ anh nha. Hai chị nắm tay nhau đi nè. Hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp Cát Tường và gặp chương trình. Thôi xin phép. Xin phép chị ấy chứ. Dễ thương quá à. Mỗi lần mà mai mối những cặp đôi lớn như thế này hoặc là đã gãy đổ như thế này, Tường áp lực lắm quý vị ạ. Bởi vì cần phải nói gì mình phải cân nhắc cho kỹ để có thể giúp đỡ được cho họ có thể đến được với nhau. Xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, tốt hơn. Những cái chuyện gì buồn trong quá khứ mình hãy cho qua hết và bắt đầu từ ngày hôm nay cố gắng hay nắm chặt tay nhau. Có tin vui thì hãy báo cho Cát Tường cũng như là chương trình được biết anh chị nha. Không khóc nữa, khóc nữa tôi khóc theo à.
Đây, gửi tặng anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc anh chị sẽ có những không gian xem phim, trò chuyện, tâm sự với nhau nha. Rồi, cảm ơn anh chị. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play, IPTV, MyTV. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Và bây giờ các Tường xin chào.